bọn mình là bạn cùng bàn, nắm tay một cái, hợp lý chứ? Cùng nhau ăn cơm, hợp lý chứ? Lễ thất tịch cùng nhau đón thì đã sao? Tình cảm bạn cùng bàn sâu đậm, hôn một cái, cũng hợp lý chứ? Cái này thật sự hợp lý sao? Anh đẹp trai, nhớ like, theo dõi và ủng hộ nhé. Tô Bạch Trúc mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu ấy đã 34 tuổi, tài sản hàng chục tỷ, sự nghiệp thành công, vẫn còn độc thân. Cho đến cái đêm mưa tầm tã ấy, người đàn ông chạm tuổi cậu, thanh tú, đẹp trai, khuôn mặt ấm áp, không hiểu sao lại có chút thân quen và gần gũi. Trong đám tang, cha mẹ anh ấy khóc đến sưng cả mắt. Sau đám tang, cậu đưa cha mẹ ân nhân về khách sạn. Từ đó thay ân nhân gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Cậu là cô con gái chu đáo nhất của hai ông bà, là người con dâu tinh tế nhất. Cho đến khi vô tình phát hiện ra bức ảnh đó, ảnh kỷ yếu lớp 10A3, khóa năm 2006 trường trung học phổ thông, dòng chữ vàng lấp lánh đập vào mắt, khiến cậu ấy bỗng chốc choáng váng. Dòng chảy ký ức ùa về, khoảnh khắc bụi bặm từ từ mở ra cuộn phim quá khứ. Hóa ra 018 này là 018 đó, không phải là hành động nghĩa hiệp của người xa lạ, mà là cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách của người bạn cùng bàn năm xưa. Chưa kịp ôn chuyện, đã vội vàng hy sinh cứu mạng. Đối với người bạn cùng bàn cấp 3 này, cậu chỉ còn ấn tượng mơ hồ. Nhưng giờ đây, lại nợ đối phương ân tình cả đời không thể trả hết. May là cậu có đủ thời gian để từ từ tìm hiểu lại anh. Người bạn cùng bàn chính trực, dũng cảm và tốt bụng này sở hữu rất nhiều phẩm chất mà cậu ngưỡng mộ. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong những cuốn nhật ký này, như tri kỷ. Thậm chí còn bất ngờ và ngạc nhiên trong nhật ký còn có cả hình bóng của mình. Hóa ra người bạn cùng bàn nhút nhát, ít nói thời cấp 3 từng thầm thích mình, chỉ là chưa bao giờ đủ tự tin và can đảm. Tên nhát gan này, nếu có thể sống lại lần nữa, hãy để tôi chủ động theo đuổi cậu. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, như thể bước vào một thế giới tăm tối. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Bên tai mơ hồ vang lên tiếng gầm rú quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm hơn 10 năm trước. Thầy tìm được em rồi. Lượng thông tin quá lớn, 018 có chút choáng váng. Dây trước cậu vừa bị xe tải tông bay, dây sau đã được tái sinh, trở lại lớp học cấp 3 16 năm trước. Chưa kịp chấp nhận biến cố động trời này, thì dây tiếp theo, Hoa Khôi trường cấp 3 đã khóc lóc nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu. Cái kịch bản gì đây? Phương tới lừa đảo à? 018, em ngủ gật trong giờ học thì thôi đi, lại còn dám trêu chọc bạn cùng bàn. Nữ sinh xinh đẹp, trong mắt thầy giáo, vốn đã có sự ưu ái tự nhiên. Chưa kể đến, nữ thần Hoa Khôi học giỏi toàn diện Tô Bạch Trúc, còn là học trò cưng trong lòng thầy Lưu. Dạ thưa thầy, thầy hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái gì? Vậy em giải thích cho thầy nghe xem nào. Tại sao em lại hét lên cưỡng hiếp Tô Bạch Trúc? Cái đẹp, cái quái gì thế này à? Thầy ơi, thầy mở to đôi mắt ta tân của thầy ra mà nhìn cho kỹ. Em mới là nạn nhân. Em còn dám làm Tô Bạch Trúc khóc? Em thật sự không có mà. Cả lớp ồ lên như ông vỡ tổ. Tiếng chỉ trích dâng cao, ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn cậu giống như đang nhìn một tên tội phạm nguy hiểm sắp bị tử hình. Giơ tay lên như muốn giáng xuống một nhát dao sắc bén, tuyên án tử hình cho cậu ngay tại chỗ, chặt đầu chó để dẹp loạn. Đủ rồi, Lâm Thập Bát, ra ngoài cho tôi. Đứng ngoài hành lang nửa tiếng. Khoan đã, thiếu nữ đứng thẳng người, ngoại trừ hốc mắt còn hơi đỏ thì nét mặt đã trở lại bình thường, lạnh lùng và điềm tĩnh như vẻ ngoài băng giá thường ngày của Hoa Khôi. Thầy ơi, thầy hiểu nhầm rồi, chuyện vừa rồi không liên quan đến Lâm Thập Bát, là em chủ động ôm cậu ấy. Em chủ động. Tô Bạch Trúc, em không cần phải bao che cho Lâm Thập Bát. Hãy mạnh dạn nói sự thật, thầy sẽ thay em đòi lại công bằng. Không phải bao che đâu ạ, là do em vừa rồi gặp ác mộng, bị dọa sợ, không trách Lâm Thập Bát được. Mẹ kiếp, thằng chó này may mắn thật. Tại sao mình lại không được làm bạn cùng bàn với Tô Bạch Trúc nhỉ? Vậy thì người bị nữ thần băng giá cưỡng hiếp chính là mình rồi. Hóa ra là vậy. Em ngồi xuống đi. Còn đồ ăn vặt nữa hả? Lần này tha cho em đấy. Tập trung nghe giảng, đừng để thầy thấy em bắt nạt Tô Bạch Trúc nữa. Vâng ạ. Sự việc qua đi, lớp học lại yên tĩnh. Trên bục giảng, giọng giảng bài khô khan, nhàm chán, khiến người ta buồn ngủ của thầy chủ nhiệm lại vang lên. Kiếp trước chỉ kịp biết nhìn thoáng qua trước khi tai nạn xảy ra. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Tô Bạch Trúc được quan sát kỹ lưỡng ân nhân tương lai của mình. Người bạn cùng bà năm xưa, so với mười mấy năm sau, ngoại hình của cậu thiếu niên trước mặt không thay đổi nhiều, vẫn đẹp trai, chỉ là có thêm vài phần sự non nớt và trẻ con vốn có của một cậu bé ở độ tuổi này. Nhưng với vẻ ngoài này sau mười mấy năm nữa,
chắc chắn sẽ khiến vô số chị em phụ nữ phải động lòng. Cúng con, kiểu phi công trẻ, không biết sẽ bị trêu chọc thành cái dạng gì nữa. Tô Bạch Trúc cảm thấy hơi tiếc nuối vì ở kiếp trước, bản thân đã không để ý đến người bạn cùng bàn bên cạnh. Đã trọng sinh rồi, sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ càng về đối phương. Nhìn cái gì? 018, em lại làm gì thế? Thầy ơi, em biết rồi. Vừa rồi 018 cứ nhìn chằm chằm vào Tô Bạch Trúc. Cái gì? Mẹ kiếp. Lại lật ngược tình thế nữa à?